Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ không chơi game nữa, và mình cũng như mình đã nói từ những cái lần trước là mình sẽ thỉnh thoảng sẽ tìm những cái sự kiện hay ho để hướng dẫn cho anh em nhận quà free. Thì hôm nay thì mình cũng tham khảo được một số cái coi như thế là sự kiện fake IP anh em ạ, lại fake IP tiếp. Và sự kiện lần này thì chỉ có ở bản Hàn thôi nha, Fake IP sang Hàn. Thì như những cái clip hướng dẫn Fake IP các trước của mình ấy, thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cách tải hai cái ứng dụng, một là OpenVPN này, hai là OpenVPN Spider này. Thì cách tải như nào thì anh em cứ lên App Store là đánh nó ra thôi. Còn cách đăng ký thì mình đã hướng dẫn ở những cái clip trước rồi, nên là clip lần này thì mình sẽ không hướng dẫn nữa nha, mình sẽ làm luôn thôi. Thì đầu tiên thì anh em sẽ vào cái Open Spider đây này, và cái này này, đấy, cái này thì anh em vào nha. Thì lúc đầu vào thì anh em sẽ tìm cái mục như thế này, thì anh em sẽ chỉ sang cái mục KR này, đấy là Korean đấy anh em. Anh em bấm sang và đặt nó loát thôi. Chết rồi, hơi lag anh em ạ, mình sẽ vào lại. Đợi nó load xong đã rồi anh em hãy bấm nha. Đấy, bấm sang này. Và đợi nó load thôi, load rồi thì anh em sẽ chọn cái đầu tiên thôi. Tại vì là xem vào châu Á mà nên là bình cái nào thì nó ngang ngang như nhau thôi. Cortex thảo dược cool với tình chất keo. Vãi cả quảng cáo cổ tách anh em ạ, định mệnh vãi cả cứt ạ, nếu hiểu kiểu gì. Thì cái quảng cáo đấy là do của nhà phát hành thôi, là cái ứng dụng đấy nó free mà, nên là bấm vào đây thì nó sẽ quảng cáo, nhưng mà mình đéo hiểu sao ấy. Cô tích xì tiên cái quần què thì trong này không biết, thì anh em cứ xem nốt thôi. Cái đấy không phải là do mình quảng cáo đâu, cái đấy là do ứng dụng free thôi. Anh em bấm vào đấy thì nó sẽ đợi một lúc nó loát thì nó sẽ ra một cái bảng như thế này. Mình làm lại nha, bấm vào đây này và nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Anh em bấm sao chép đến OpenVPN. Đậu phộng nghe thì cái cô tích quần què gì nghe kinh hết cả người ạ. Sau đó anh em sẽ bấm ADD và tiếp tục ADD tiếp. Và ra đây thì anh em trượt cái thành lên để cho nó bật lên thôi. Bật lên thì ở trên cạnh cái cột sóng wifi của mình nó hiện cái chữ VPN là anh em đã fake thành công. Bây giờ thì anh em vào game thôi. Sự kiện này lần này khá là ngon anh em ạ. Bây giờ vào game thì mình sẽ chỉ cho anh em biết. Cũng có thể là chắc anh em, nhiều anh em đã biết rồi, nhưng mà cũng có nhiều anh em chưa biết, mình cũng hướng dẫn cho anh em xem thôi. Anh em sẽ bấm vào phần hộp quà này. Ở trong này thì nó sẽ có những cái mục sự kiện cũ, sự kiện mới các thứ này. Đây này, đây là những cái sự kiện này là fake IP sang anh em mới có nha. Cái quần què gì đây, ta sẽ được mấy cái quả trứng gì đây này, đổi được cả mũ này, à đổi được cả đồ vĩnh viễn này anh em này. Ở đây là đổi rất nhiều đồ vĩnh viễn này, có phải không nhở? Ừ đúng rồi, cây Sky là đổi SKS các thứ đổi vĩnh viễn này anh em. Ủa, mình từ lẽ mình cứ tưởng là chỉ có một sự kiện đổi xe máy cơ, nhưng mà ở đây thì hình như này sự kiện này cũng đổi được đồ vĩnh viễn này anh em, quá ngon luôn này. Một cây SK, một cây SKS, một bộ đồ gà và rất nhiều mảnh các thứ. Bên này thì sự kiện này sự kiện cũ rồi. Đây còn đây là nạp UC thì được tặng mấy cái mảnh quần què đây. Và đây, cái sự kiện mà mình muốn giới thiệu cho anh em là cái sự kiện này này. Và ở đây là anh em sẽ những cái ở cái sự kiện cái mục này ấy, là anh em chỉ việc chơi thôi nha. Nghĩa là chơi 100 chơi từng trận một, đây là chơi một trận danh top 10, nghĩa là anh em sẽ lọt trong top 10 thì sẽ được là sẽ hoàn thành xong một trận nha. Và 10 trận top 10 thì nhận được 5 mảnh, 30 trận thì nhận được 10 mảnh, 50 trận thì nhận được một hộp đồ, 80 trận thì được 4 cái huy hiệu, và 100 trận thì anh em sẽ được cái con xe máy này, sở kỳ xe máy vĩnh viễn nha anh em. Uầy, chất lừ anh em ạ, xe này mà đi trộm chó thì quên mẹ nó luôn anh em ơi, quên số nhà, quá đẹp. Đấy,
thì đây là 100 trận trong top 10 nha. Thì mình cũng có tham khảo được thêm một cách gọi là cũng khá là nhanh để cho anh em có thể hoàn thành xong 100 trận top 10 như thế này. Còn bên đây là mấy cái sự kiện bên dưới này, là sự kiện để nhận cái vỏ trứng này để đổi vĩnh viễn cái đồ kia đấy anh em, khá là ngon. Thì đây này, mình chỉ nói qua thôi nha, là anh em sẽ vào săn hốc này cho nó nhanh, và anh em để auto matching, và anh em sẽ chuyển sang một cái server khác, có nghĩa là một server khác mà anh em không cày rank ấy, anh em đăng nhập vào cái server đấy và anh em auto matching vào map săn hốc hoặc là map nào tùy anh em. Map nào nhanh thì mình nghĩ là săn hốc là nhanh nhất rồi. Anh em vào đó và đợi đến lúc mà lên máy bay ấy, đợi tua hết dây đếm trong trận này, lên máy bay và anh em thoát ra. À không phải, quên, này muốn thoát ra, nhảy xuống chỗ nào và tự tử đi, và để cho đồng đội nó no. Mình nghĩ tại vì anh biết tại sao mình nổi lên, tại vì là danh thấp mà lên là đồng đội mình auto matching thì chắc chắn là nó sẽ rẻ vào lọt vào top 10. Khả năng vào top 10 là gần như là 100% rồi. Đấy, mình chỉ nói qua vậy thôi. Còn chủ yếu là mình hướng dẫn anh em fake sang để hốt cái sự kiện lần này. Khá là xịn sò con bò luôn. Đấy, không phải xịn sò con bò mà là cực phẩm xịn sò luôn. Đấy, thì anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha, và comment những cái ý kiến của anh em ở phía bên dưới để đóng góp nội dung cho mình. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye.